nếu con không đồng ý thì không ai được phép công bố bí mật đời tư của con con khẳng định không ai có quyền yêu cầu con phải công bố adn con cũng không có nghĩa vụ phải chứng minh adn của con hay phải xét nghiệm adn với bất kỳ ai ngoại trừ ba của con ông võ văn ngoan đối với những người có trình độ ai cũng hiểu biết nếu nói về xét nghiệm adn thì có hai loại xét nghiệm được gọi là adn dân sự và adn pháp lý con khẳng định trong trường hợp của con không có bất kỳ lý do gì con phải xét nghiệm adn pháp lý bởi vì hiện tại con đã là con gái hợp pháp của ba con việc con có xét nghiệm adn dân sự hay không và kết quả adn đó thế nào có công bố hay không thì đó là ý chí của con và không ai có quyền đòi xem kết quả tuy nhiên qua câu chuyện này con xin bày tỏ đến quý ông bà cô chú bác anh chị võ thị hồng loan chính là con gái duy nhất của ông võ văn ngoan cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh nên ADN của con chính là ADN của ba con, và điều này càng khẳng định khi vào năm con 15 tuổi, chính ba con đã nói điều này với con, bởi lúc đó người ta và cô sáu cũng từng nói dìm pha con là con nuôi của ba con, nên con đã trực tiếp hỏi ba có phải con là con nuôi của ba hay không, thì ba nói rằng con là con của ba, ADN của con chính là ADN của ba, kể từ đó chưa bao giờ con hỏi ba, và cũng suốt mấy chục năm qua chưa bao giờ con nghe con là con nuôi của ba. Do chính miệng của ba con nói, cho đến khi ba con vừa qua đời thì họ lại mang cái câu chuyện ruột lôi ra để cho tới bây giờ. Vấn đề thứ hai là việc giải quyết tranh chấp mà cô Sáu Hồng Nhung Hồng Phượng đang giải quyết với con Hồng loan Việc tranh chấp thừa kế cô Sáu là nguyên đơn điều kiện con đang được tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thụ lý giải quyết tất cả công việc đều được giải quyết theo trình tự thủ tục tố tụng dân sự cho nên bản thân con muốn giải quyết nhanh cũng không thể nhanh được do đó con cũng mong quý ông bà cô chú bác anh chị đừng lo lắng trong mong mà cứ chờ đợi và tin vào phán quyết công minh của tòa án như vậy trong tâm thư của Hồng Loan đầy đủ tất cả cô nói rằng mình không phải là người đi kiện mẹ con cô Sáu mà cô là người bị kiện vậy cô độc ác với mẹ con cô Sáu ở chỗ nào và dạ, cô cũng khẳng định luôn rằng adn của mình không liên quan gì đến bác sĩ long cũng như ca sĩ nguyên vũ và dạ, không ai có quyền đòi hỏi cô phải đưa adn ra vì con nuôi hay ruột miễn hợp pháp thì cô được hưởng gia tài đây là luật đã được ban hành